Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và vạn sự như ý. Những dấu hiệu ban đầu cảnh báo nguy cơ độc quỷ California ra lệnh cho các công ty khí đốt phân bổ tiền để giảm quá đơn khí đốt đã quá tăng vọt. Thêm nhiều nhân chứng trong phiên xử vụ hòa thượng thích nguyên trí Nổ súng tại khu thương xá Montclair, California, thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng. Tính từ Las Vegas, công tố đang nghĩ về án tử hình đối với kẻ bắn chết cảnh sát Trương Thái. Tính từ Texas, dược sĩ An Nguyễn và nhiều người khác bị truy tố vì phân phối bất hợp pháp 1 triệu 500 ngàn viên thuốc gây nghiện. Sở cảnh sát thành phố Stockton, California, sa thải cảnh sát gốc việc ăn cắp tiền của người già. Florida, Thống đốc Ron DeSantis công bố tài trợ 144 triệu đô la cho Internet ở vùng nông thôn. Lưỡng đảng tại quốc hội giới thiệu dự luật để bảo vệ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ. Thống đốc Arkansas và là cựu thư ký báo chí tòa Bạch Ốc sẽ thay mặt đảng Cộng hòa đối luận khi Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang. Đảng Dân Chủ đề nghị dỡ bỏ tượng đài Abraham Lincoln. Thượng nghị sĩ Bennett Yêu cầu Apple và Google lấy Tiktok app ra khỏi Google Play và Apple Store Tài tử Alec Baldwin bị truy tố ngộ sát vì nổ súng tại phim trường Rust Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng Liên minh AUKUS có khả năng trở thành một dự án bao quốc gia Ngoại trưởng Mỹ hủy chuyến thăm Trung Quốc vì vụ khinh khí cầu do thảm Cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ Mỹ phải thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine chứ đừng tăng viện trợ quân sự Canada mong muốn nhận 10.000 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ. Máy bay quân sự Trung Quốc vào không phận Đài Loan khi Mỹ theo dõi khinh khí cầu giám sát. Chủ tiệm neo người Việt bị buộc hoàn trả hơn 375.000 bản Anh vì trồng cần xa. Thưa quý vị, tên đầu tiên sáng ngày hôm nay, những dấu hiệu ban đầu cảnh báo nguy cơ độc quỵ. Độc quỵ có thể đe dọa tính mạng giống như cơn đau tim. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu ban đầu của độc quỵ xuất hiện khoảng một tháng trước khi nó thật sự xảy ra có bảy triệu chứng như vậy đột quỵ xảy ra khi một mạch máu vận chuyển oxy đến não bị vỡ hoặc bị tắc nghẽn bởi cục máu đông kết quả là não không nhận được nhiều oxy và các tế bào não bắt đầu chết đi lúc này thì các chức năng trên cơ thể nơi được vùng não kiểm soát bị ảnh hưởng sẽ không được bình thường điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn đột quỵ có thể có biểu hiện khác nhau ở mỗi người nhưng có một điểm chung là nó thường bắt đầu một cách đột ngột dưới đây là các triệu chứng phổ biến nhất thường xuyên xuất hiện một tháng trước khi mà chúng ta bị đột quỵ. Thứ nhất là mặt cánh tay hoặc chân tay tê yếu bất thường, thường là ở một bên cơ thể. Đột quỵ thường ảnh hưởng đến một bên của não, do đó tác động của đột quỵ chỉ có thể nhìn thấy ở một bên của cơ thể. Nếu bạn nhận thấy một nụ cười không đều trên một khuôn mặt của một người thì đây là một dấu hiệu cảnh báo. Tê hoặc yếu một trong hai cánh tay cũng có thể là một dấu hiệu để lưu ý. Thứ hai là choáng váng, ngất xỉu. Nếu bạn bị chóng mặt đột ngột, mất thăng bằng hoặc đi lại khó khăn, bạn nên cân nhắc để liên lạc với bác sĩ vì các triệu chứng này báo hiệu một cơn tai biến có thể xảy ra. Thứ ba là đột ngột có vấn đề về thị giác. Đột quỵ có thể ảnh hưởng đến vùng não kiểm soát thị lực. Vì vậy, hãy cảnh giác nếu bạn bị mất thị lực đột ngột, có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Thứ tư là cơn đau đầu dữ dội, đến đột ngột và không có lý do. Đột quỵ có thể là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu dữ dội, đột ngột và không tự nhiên. Hãy thử theo dõi điều này từ ngay bây giờ. Nếu bạn cảm thấy đau đầu mà không có lý do rõ ràng, đây có thể là dấu hiệu sớm của một cơn đột quỵ. Thứ năm là khó khăn không lường trước được khi nói và hiểu. Rắc rối trong việc hiểu những vấn đề đơn giản hoặc là nhầm lẫn cũng là biểu hiện sớm của đột quỵ. Thứ sáu là đi đứng không vững. Bạn thường có những khoảnh khắc đi đứng không bình thường và cảm thấy chóng mặt và không thể di chuyển thì đừng bỏ qua những dấu hiệu như vậy. Đây có thể là dấu hiệu của độc quỵ. Và cuối cùng là khó thở. Khó thở bất ngờ cũng có thể đi kèm với độc quỵ. Nếu điều này xảy ra, đó là một cảnh báo. Đừng phớt lờ nó. Và hãy nhớ rằng phát hiện sớm là vấn đề quan trọng. Vì vậy, đừng chần chờ khi chúng ta thấy xuất hiện bất cứ một trong những triệu chứng nào nói trên. Đây là những chia sẻ của những nhà nghiên cứu chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp. California ra lệnh cho các công ty khí đốt phân bổ tiền để giảm quá đơn khí đốt đã quá tăng vọt. Giá khí đốt tăng vọt bất ngờ và tiểu bang California vào ngày thứ năm đã ra lệnh cho các công ty ngay lập tức phân bổ tiền để giảm quá đơn khí đốt tự nhiên đã trở nên quá đắt đối với người dân ở California trong mùa đông này. Tiền này gọi là tính dụng khí hậu (climate credits) dự định sẽ gửi ra vào tháng 4, sẽ giảm quá đơn sửa ấm tại nhà từ 43 đô la đến 56 đô la cho hầu hết người dân California dựa trên công ty cung cấp khí đốt tự nhiên của họ. Nhiều yếu tố đã khiến cho quá đơn khí đốt tự nhiên tăng vọt gấp 2, 3 lần hoặc là cao hơn so với giá tiền hồi tháng 1 năm 2022. Trong đó, thời tiết lạnh đã dẫn đến nhu cầu cao hơn, trong khi nhập cảng khí đốt tự nhiên từ Canada thấp hơn, các vấn đề về đường ống ở miền Tây Texas và mức lưu trữ thấp ở khu vực Thái Bình Dương. Thêm nhiều nhân chứng trong phiên xử vụ Hòa thượng Thích Nguyên Trí. Phiên tòa vụ kiện Hòa thượng Thích Nguyên Trí viện chủ chùa Bát Nhã đã tiếp tục vào ngày 2 tháng 2, trong đó một giới chức của chùa cho hay họ không biết về những tố cáo này và chùa không có quy định rõ ràng về việc cấm người khác vào phòng ngủ của hòa thượng hay các ni sư. Phiên tòa tiếp tục kêu gọi nhân chứng của bên bị đơn với người đầu tiên là bà Nguyễn Thị Khánh Lan thiện nguyện viên và phụ trách tài chánh của chùa. Vì phiên tòa này có một số nhân chứng không thạo anh ngữ, nên bên nguyên đơn có mời người thông dịch là ông Thinh Đoàn để giúp các nhân chứng trả lời câu hỏi của luật sư Kevin O'Connor của bên nguyên đơn. Bà Lan cho biết đi chùa Bát Nhã từ lâu rồi nên không nhớ rõ là từ lúc nào. Chỉ nhớ là bà chưa đi lúc chùa còn tọa lạc trên đường West ở Garden Grove, chỉ đến khi chùa dời về đường Sullivan Santa Ana về công việc phụ trách tài chánh của chùa, bà nói bà được nhiều thành viên của chùa tin tưởng nên được bầu vào chức vụ đó. Bà cho biết bà quản lý những việc như thu tiền cúng dường, còn làm thêm những công việc khác như làm bếp và công quả cho chùa. Về chuyện tố cáo xâm phạm trẻ em, bà nói không hề biết gì về chuyện đó. Không biết trẻ em vào phòng ngủ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và nói không thấy thầy với bé nào hết. Khi được hỏi về chuyện quy tắc vào phòng ngủ của Hòa Thượng, Bà Lan nói thường không ai được vào, nếu đi thì phải đi ba hay là bốn người mới được. Sau đó luật sư đưa ra một tấm ảnh có hình hòa thượng ôm một bé gái trong căn phòng và nhờ bà nhận dạng những người trong ảnh. Bà Lan cho biết chỉ nhận dạng được hòa thượng thích nguyên trí trong ảnh, không biết căn phòng đó ở đâu và bé gái kia là ai. Luật sư C.J. Pearl của bên bị đơn cho rằng tấm ảnh này quá nhỏ, chỉ là hình chụp từ Facebook và chưa được giám định nên không thể được dùng làm bằng chứng nhân chứng thứ hai là ông dũng nguyễn người phụ trách sinh hoạt gia đình phật tử của chùa bắc nhã cũng như bà lan ông được hỏi về công việc và khai ông phụ trách về các hoạt động gia đình phật tử và lo về các đại lễ của phật giáo về chuyện quy tắc cho trẻ em vào phòng ngủ của hòa thượng ông dũng nói là trẻ em không được phép vào phòng nhưng không có luật lệ viết ra rõ ràng ông chỉ nói quý em không được vào phòng quý thầy và thầy không cho vào nhân chứng thứ ba là tiến sĩ quỳnh tấn lê Thư ký của chùa từ lúc thành lập trên đường West vào năm 1993 đến năm 2021. Khi được luật sư hỏi về nội quy của chùa, ông Lê cho biết chùa có nội quy được viết dựa theo những kiến thức căn bản nhưng chùa không bao giờ kiểm tra để sửa lại nội quy. Luật sư hỏi ông về tấm ảnh có hòa thượng Thích Nguyên Trí và thiếu nữ, ông Lê cũng nhận dạng được hòa thượng trong hình và nhận dạng được bé gái là con của một Phật tử ông nói cha của bé gái là một thợ xây dựng làm việc cho ông và người đó coi hòa thượng thích nguyên trí như một người cha và con gái của ông coi hòa thượng như ông nội về luật lệ liên quan đến báo cáo những vụ xâm phạm tình dục, ông nói chùa không có những luật lệ đó và không được chỉ định từ ai về vấn đề này. Nhân chứng cuối cùng là Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu, trụ trì chùa Bát Nhã, làm việc cho chùa từ năm 2005 đến nay, điều hành mọi thứ và cũng là một trong những người phụ trách tài chính của chùa. Bà cho biết mình được chọn trong coi tài chính của chùa vì tu từ nhỏ, được Phật tử và những người trong chùa tin tưởng và còn làm chung công việc đó với nhiều người khác. Về vấn đề quy định vào phòng ngủ của hòa thượng thích nguyên trí ni sư nói có công việc mới được vào phòng ông và phải đi hai người vì bà là phái nữ về phần trẻ em bà nói thường cha mẹ không cho các em vào phòng hòa thượng và phải vào với cha mẹ khi được cho phép cuối cùng ni sư nói không biết những quy định liên quan đến báo cáo xâm phạm trẻ em nổ súng tại khu thương xá Montclair California thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng Thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ súng tại khu thương xá ở Montclair vào tối ngày thứ Năm ngày 2 tháng 2. Cảnh sát đã đến khu thương xá khoảng 8 giờ 10 phút tối sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ nổ súng ở đó. Sở cảnh sát Montclair MPD cho hay, khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy thiếu niên 15 tuổi bị thương do trúng đạn ở ngực. MPD cho biết, thiếu niên được đưa đi bệnh viện và qua đời ở đó do vết thương. Nạn nhân thứ nhì được đưa đi bệnh viện và tình trạng đã ổn định sau khi giải phẫu, cảnh sát xác nhận. Cảnh sát không công bố danh tính người này. Tới sáng thứ sáu vẫn chưa có nhiều thông tin, nhưng cảnh sát cho hay ít nhất hai người cãi nhau gì đó trước khi vụ nổ súng xảy ra. Không một nghi can nào bị bắt tại hiện trường và kẻ nổ súng vẫn lẫn trốn. Ở Target gần đó đã được di tản sau khi nhân chứng báo cáo cảnh sát rằng người ta đã thấy nghi can chạy vô trong. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ nổ súng. Tính từ Las Vegas, công tố đang nghĩ về án tử hình đối với kẻ bắn chết cảnh sát Trương thái. Thẩm phán Tierra Jones vào ngày thứ Năm đã cho phép các công tố viên có thêm thời gian để quyết định xem có nên đề nghị án tử hình đối với Tyson Hampton, 24 tuổi, bị truy tố về tội bắn chết cảnh sát trương thái tại Las Vegas hay không. Phiên điều trần kế tiếp sẽ là ngày 16 tháng 2 năm 2023, khi hồ sơ truy tố sẽ được đọc chính thức và bị cáo có thể đưa ra lời bào chữa. Hampton bị buộc tội giết người, cố ý giết người, tấn công bằng vũ khí chết người trong vụ sát hại Trương Thái, một cảnh sát kỳ cựu 23 năm vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, khi một viên đạn bắn ra từ khẩu súng AK47 xuyên qua áo chống đạn của Trương sau khi Trương đến hiện trường để đáp ứng một vụ xô xát trong một gia đình. Bị cáo Hampton đã xuất hiện trước tòa trong trang phục tù nhân tại phiên điều trần ngắn vào ngày thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023 anh ta đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Tính từ Texas, dược sĩ An Nguyễn và nhiều người khác bị truy tố vì phân phối bất hợp pháp 1 triệu 500 000 viên thuốc gây nghiện. Cảnh sát Texas đã bắt 9 người trong tuần này tại Houston với các cáo buộc hình sự liên quan đến việc họ bị cáo buộc tham gia phân phối bất hợp pháp 1 triệu 500 000 viên thuốc opioid gây nghiện và các chất bị kiểm soát khác. Theo hồ sơ tòa, Ken Lyons, 52 tuổi ở Houston, Rocco Turner, 47 tuổi, ở Manville và Charles Alfred, 43 tuổi, ở Baytown, bị truy tố phân phối trái phép các chất bị kiểm soát, bao gồm oxycodone và hydrocodone từ tháng 8 năm 2017 cho đến cuối năm 2022, Lyons và Turner bị cáo buộc điều hành các nhà thuốc sản xuất thuốc viên làm bình phong để thu được opioid ở dạng thuốc hàm lượng cao nhất. Sau đó họ bị cáo buộc đã bán thuốc trên thị trường chợ đen mà không có sự tham gia của bệnh nhân, đơn thuốc hoặc bác sĩ, bán cho những kẻ buôn bán ma túy như là Alfred Leon và Turner đã bị cáo buộc che giấu số tiền thu được từ ma túy bằng nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch bất động sản. Leon cũng bị cáo buộc đã sử dụng số tiền thu được để mua những món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc xe Rolls Royce, một chiếc Ford F-250 và một chiếc Mercedes Maybach. Theo tài liệu tòa án, bắt đầu từ khoảng tháng 12 năm 2020, Tuan Ross, 52 tuổi, và Dolores Mackie Ross, 43 tuổi, đều ở Poland cùng với dược sĩ có giấy pháp hành nghề là An Nguyễn, 30 tuổi, ở Stafford, bị cáo buộc đã sử dụng các hiệu thuốc để phân phối và phân phối trái phép gần nửa triệu viên thuốc oxycodone và hydrocodone. Trent Ross và Mackie Ross cùng với David Ross, 53 tuổi, ở Houston, Kevin Peterson, 56 tuổi, ở Portland và Eleanor Marsh, 56 tuổi, ở Fruitsier, cũng bị cáo buộc đã đặt hàng bất hợp pháp các chất kích thích opioid. Trent Ross và Mackie Ross bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch bất động sản để che giấu những khoản thu bất chính của họ. Trent Ross cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số tiền bán ma túy để mua một chiếc Lamborghini. Các tiệm thuốc Tây bị truy tố trong bản cáo trạng, bị cho là dính vào buôn bán ma túy là các tiệm K-Med Pharmacy, Next Gen Pharmacy, TS United Pharmacy, Power Center Pharmacy Number no. 2, Doctor Pharmacy và New Care Pharmacy. Nếu bị kết án, Leon, Turner, Alfred, Trenrod, Mackie Ross và An Nguyễn sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm. David Ross và Peterson mỗi người phải đối mặt với án tù 5 năm. Marsh phải đối mặt với án tù 10 năm nếu như bị kết tội. Sở Cảnh sát thành phố Stockton, California, sa thải cảnh sát gốc việc ăn cắp tiền của người già trong một cuộc họp báo thứ tư vừa qua cảnh sát cho biết một cảnh sát viên gốc Việt Ni Trần đã bị cho nghỉ việc hoàn toàn, mà cảnh sát viên gốc Việt đã bị cho nghỉ việc hoàn toàn sau gần 10 năm làm việc. Sở cho biết, anh Ni Trần đã bị cho nghỉ việc có lãnh lương từ tháng 11 năm ngoái. Theo hồ sơ của Phòng biện lý Hạ Sang Hawking một cuộc điều tra của Phòng biện lý cho thấy từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2022, Ni Trần bị cáo buộc đã ăn cắp hơn 45.000 đô la, từ một ông cụ trên 80 tuổi. Ni Trần đã tiếp xúc với ông cụ Ken Rapp, qua một cú gọi cần sự giúp đỡ của cảnh sát vì bị khuyết tật, ông cụ được giám hộ bởi một cục thuộc chính quyền tiểu bang. Cáo buộc cho biết Ni Trần đã lấy sổ ngân phiếu là check của ông để mà ký tên ông viết vào một số tiền hơn 42.000 đô la cho riêng mình vào ngày 25 tháng 7. Đến ngày 30 tháng 8, anh đã ký giả mạo thêm hai tấm check với số tiền 60.000 đô la và 8.500 đô la. Cục giám hộ đã nghi ngờ có sự bất thường trong hồ sơ tài chính của ông cụ, liền báo cho phòng biện lý nơi mà có cuộc điều tra đã được bắt đầu và kéo dài mấy tháng. Trước khi công tố viên hạt sen Hoa thông báo lệnh bắt giữ và khởi tố nghi trần vào tháng 11, cựu cảnh sát này đang bị truy tố các tội ăn cắp tài sản của người già, ăn cắp danh tính, dùng thẻ tín dụng, bất hợp pháp và thêm ba tội giả mạo khác. Florida, thống đốc Ron DeSantis công bố tài trợ 144 triệu đô la cho internet ở vùng nông thôn. Sau khi công bố ngân sách đề nghị cho năm 2023-2024 của Florida, thống đốc Ron DeSantis đang cho phép 144 triệu đô la để mở rộng internet tốc độ cao cho những khu vực thiếu dịch vụ như vậy ở Florida. Trình bày tại Milton vào ngày 2 tháng 2, ông đã trao một tờ chi phiếu mang tính nghi lễ trị giá gần 2 triệu 400 ngàn đô la cho các cộng đồng của quận Santa Rosa để đưa 791 địa điểm chưa kết nối Internet lên trực tuyến thông qua các quan. Đây là một phần của quỹ liên bang trị giá 144 triệu đô la mà tiểu bang đang trao cho 58 dự án khác nhau ở 41 quận để có quyền truy cập Internet rộng hơn và tốt hơn với hàng ngàn dặm đường dây cấp quan. Ông cho biết vào năm 2022, Florida đã chi 400 triệu đô la tiền riêng của mình cho mở rộng Internet. Và ông cũng cho hay rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều gia đình và doanh nghiệp đã được kết nối cũng như chưa được kết nối trên khắp tiểu bang Florida. Sáng kiến này đã giúp cho các doanh nghiệp, gia đình và trẻ em theo kịp trong thế giới cạnh tranh này. Một giáo viên tại trường trung học Jay ở Jay, một thị trấn giáp ranh với tiểu bang Alabama, đã nói về những lợi ích của dự án này. Ông cho biết là trường trung học này tọa lạc tại một trong những vùng nông thôn xa xôi nhất của quận. Có rất nhiều lợi ích khi sống ở vùng nông thôn Mỹ, nhưng việc sử dụng Internet không phải là một trong số đó. Có một khoảng cách kỹ thuật số tồn tại trong học khu của chúng tôi. Cho dù quý vị đang lướt sống ở miền Nam hay là trồng đậu ở miền Bắc, thì nhu cầu về Internet đáng tin cậy như nhau, ông đã nói chúng tôi có công nghệ tân tiến nhất trong các trường học của mình chúng tôi có các lớp học vệ tinh nơi học sinh có thể tham gia các lớp học từ xa tại một ngôi trường ở những môn học mà chúng tôi có thể không có giáo viên nào giảng dạy thì học sinh có thể tham gia lớp học ở một trường khác nhưng khi học sinh về nhà thì không thể có những công nghệ như vậy nữa Tôi đã tận mắt chứng kiến sự khó khăn mà các giáo viên ở vùng nông thôn của chúng tôi gặp phải khi thiếu Internet, cho dù đó là tải một bài tập lên, tải các nguồn tài liệu xuống hay cố gắng gửi một số tài liệu cho một học sinh. Học sinh ở các vùng nông thôn trong quận của chúng tôi đang gặp một bất lợi lớn và nó thậm chí còn tệ hơn. Trong trường hợp học sinh gặp khó khăn không thể đến lớp, chúng tôi có thể cung cấp cho em một chiếc máy tính sách tay đem về nhà sử dụng. Nhưng nếu không có Internet, thì rõ ràng chiếc máy tính sách tay đó chẳng có tác dụng gì. Lưỡng đảng tại quốc hội giới thiệu dự luật để bảo vệ kho dự trữ, dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ. Trong một cố gắng của lưỡng đảng do Thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc đảng Cộng hòa Texas dẫn đầu vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thượng viện Hoa Kỳ Thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng Dân Chủ West Virginia, đã giới thiệu dự luật cấm chính phủ tổng thống Joe Biden bán dầu thô từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, SPR, cho Trung Quốc hoặc cho bất cứ công ty nào do Trung Quốc cầm quyền ở Trung Quốc kiểm soát được mô tả là một trong thông cáo báo chí rằng ủy ban này đã công bố đạo luật bảo vệ dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ khỏi Trung Quốc. Dự luật lưỡng đảng sẽ cấm bán dầu thô của Mỹ từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược SPR cho bất cứ công ty nào nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và cấm xuất cản bất cứ loại dầu thô nào từ SPR qua Trung Quốc. Ông Manchin cho biết trong thông cáo báo chí, kho dự trữ dầu mỏ chiến lược là một phần quan trọng trong hạ tầng công cộng của quốc gia chúng ta nhằm gìn giữ năng lượng và an ninh quốc gia của chúng ta mặc dù kho dự trữ này là một giải pháp tạm thời cho giá xăng tăng cao và tình trạng bất ổn toàn cầu do việc nga xâm lược ukraine gây ra nhưng trên hết kho dự trữ này là để giúp hoa kỳ và các đồng minh của chúng ta vượt qua những khó khăn chứ không phải để giúp trung quốc thúc đẩy nền kinh tế của trung quốc Dự luật này sẽ bảo đảm rằng chúng ta không mạo hiểm với an ninh năng lượng của chúng ta bằng cách bán trữ lượng dầu mỏ của mình cho Trung Quốc và sự ủng hộ của lưỡng đảng mà dự luật này nhận được cho thấy tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn và độc lập về năng lượng đối với Mỹ. Tham gia của ông Cruz và ông Manchin trong cuộc giới thiệu dự luật trên có 18 thượng nghị sĩ, 3 thành viên của đảng Dân Chủ, 13 thành viên của đảng Cộng Hòa và 2 thành viên độc lập, những người đã ký tên với tư cách là người đồng bảo trợ. Theo thống kê của Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ EIA, bắt đầu từ tháng 1 năm 2020 và kéo dài đến tháng 11 năm 2022, kho dự trữ dầu mỏ chiến lược đã giảm 240 triệu thùng, giảm từ khoảng 635 triệu thùng xuống còn 388 triệu thùng. Từ lâu thì ông Cruz đã giống lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ do trữ lượng dầu chiến lược đang cạn kiệt khi Trung Quốc đang gia tăng trữ lượng nhiên liệu. 6 tháng trước, ông cruz đã giới thiệu đạo luật không có dầu thô khẩn cấp cho đối thủ ngoại quốc tại thượng viện đạo luật này sẽ bảo đảm rằng trữ lượng được bán từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của hoa kỳ sbr không được xuất cản sang các quốc gia là đối thủ của hoa kỳ thời điểm đó thì dự luật này không đủ phiếu để được thông qua thống đốc arkansas và là cựu thư ký báo chí tòa bạch ốc sẽ thay mặt đảng cộng hòa đối luận khi tổng thống joe biden đọc thông điệp liên bang Bà Sarah Huckabee Sanders, thống đốc tiểu bang Arkansas và là cựu thư ký báo chí tòa bạch ốc, sẽ đưa ra phản hồi của đảng Cộng hòa đối với bài phát biểu về thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 7 tháng 2 năm 2023, theo thông báo của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và lãnh đạo thiểu số thượng viện Mitch McConnell vào ngày thứ năm. Thượng nghị sĩ McConnell nói, trong khi Tổng thống Biden tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ và khiến người Mỹ thất bại, thì một thế hệ thống đốc đảng Cộng Hòa đang lên, đang đấu tranh cho các gia đình, thúc đẩy các giải pháp mới và giành chiến thắng. Các nhà đứng đầu Quốc hội đảng Cộng Hòa nói thêm rằng Huckabee Sanders sẽ có bài phát biểu từ Lido Rock, Arkansas. Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị cho bài phát biểu về thông điệp liên bang trước phiên hợp chung của Quốc hội vào ngày 7 tháng 2 năm 2023. Đảng dân chủ đề nghị dỡ bỏ tượng đài Abraham Lincoln. Tổng thống Jefferson của Đảng dân chủ và liên minh Ly khai có lẽ đã không thể trục xuất tổng thống Abraham Lincoln khỏi thủ phủ, nhưng đại diện Đảng dân chủ Eleanor Norton thuộc Đảng dân chủ của Washington DC thì có thể. Bà Norton, đại diện quốc hội không bỏ phiếu của thủ phủ Washington, đã lại ra dự luật nhằm dỡ bỏ một tượng đài về ông Lincoln cùng một nô lệ được giải phóng đang quỳ gối. Tượng đài ở công viên Lincoln gần điện Capitol từ năm 1976, bức tượng mô tả cảnh một nô lệ cởi trần và được gỡ bỏ xiềng xích sắp đứng lên. Ông Lincoln chỉ tay qua người đàn ông. Những nô lệ được giải phóng đã trả tiền để tạo ra những bức tượng đài này, nhưng theo thông cáo báo chí của bà Norton, điều đó là không đủ. Bức tượng đài gia trưởng mô tả một người đàn ông da đen quỳ gối trước Tổng thống Lincoln, không công nhận quyền tự quyết của người Mỹ gốc châu Phi, trong việc thúc đẩy cho sự giải phóng của chính họ, thông cáo báo chí của bà đã viết. Dự luật của bà Norton sẽ di dời tượng đài này ra khỏi công viên Lincoln và đặt trong một viện bảo tàng với lời giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Bà cũng lưu ý rằng những nô lệ được giải phóng trả tiền cho tượng đài đã không đưa ra ý kiến đóng góp cho thiết kế của bức tượng mặc dù những người mỹ từng là nô lệ đã trả tiền cho tượng đài này nhưng quá trình thiết kế và điêu khắc đã được thực hiện mà không có sự đóng góp hoặc tham gia của họ và điều này đã thể hiện ra bà norton nói vào thời điểm đó họ chỉ vừa mới được giải phóng khỏi chế độ nô lệ và rất biết ơn vì bất cứ sự công nhận nào cho sự tự do của họ bà norton lưu ý rằng người theo chủ nghĩa bãi nô lệ nổi tiếng và là nô lệ được giải phóng Frederick Douglass đã diễn thuyết khánh thành bức tượng nhưng không ca ngợi bức tượng một cách rõ ràng. Bài diễn văn của ông Douglass thể hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Ông đã gọi ông Lincoln là tổng thống của người da trắng nhưng cũng ca ngợi ông ấy là người đàn ông vĩ đại và người giải phóng, ghét chế độ nô lệ. Ngày hôm nay, chúng ta đã làm được một việc tốt cho chủng tộc của mình. Ông Douglass nói tại lễ khánh thành bức tượng để long trọng tưởng nhớ người bạn và người giải phóng của chúng ta, chúng ta đã và đang trao vinh dự cao nhất cho chính chúng ta và những thế hệ sau của chúng ta. Chúng ta đã và đang gắn bản thân mình với một cái tên cùng với danh tiếng bất diệt và bất tử. Chúng ta cũng đã và đang tự bảo vệ bản thân mình khỏi một vụ bê bối nghiêm trọng. Ông nói tiếp rằng vụ bê bối là việc người Mỹ gốc châu Phi sẽ bị buộc tội vô ơn đối với người đàn ông đã giải phóng họ. Ông viết có lẽ không một tượng đài nào có thể được tạo ra để nói lên toàn bộ sự thật về bất cứ chủ đề nào mà nó có thể được thiết kế để minh họa. Thượng nghị sĩ Bennett yêu cầu Apple và Google lấy TikTok app ra khỏi Google Play và Apple Store. Thượng nghị sĩ Michael Bennett thuộc đảng Dân Chủ Colorado đã kêu gọi Apple và Google xóa TikTok ra khỏi cửa tiệm bán hàng của mình và nói rằng không công ty nào chịu sự ra lệnh của Trung Quốc lại được cho phép tiếp cận rộng rãi như vậy đến độc giả Mỹ hay là thu thập dữ liệu của họ. Ông Bennett đã đưa ra lời kêu gọi trong một bức thư vào ngày 1 tháng 2, gửi cho ông Sundar Pichai, giám đốc điều hành của Alphabet, công ty mẹ của Google và giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook tiktok gây ra một mối lo ngại đặc biệt vì luật pháp của trung quốc buộc biden công ty mẹ có trụ sở tại bắc kinh phải giúp đỡ tương trợ và hợp tác với công việc tình báo nhà nước ông viết yêu cầu của bắc kinh làm tăng nguy cơ rõ ràng về việc trung quốc có thể vũ khí hóa tiktok để chống lại mỹ họ có thể bắt buộc biden giao nộp dữ liệu nhạy cảm của người mỹ hoặc thao túng nội dung mà người mỹ tiếp nhận để thúc đẩy lợi ích của trung quốc ông Bennett viết không công ty nào chịu sự ra lệnh của Trung Quốc được quyền thu thập dữ liệu rộng rãi như vậy về người dân Mỹ hoặc quản lý nội dung cho gần một phần ba dân số của chúng ta. Với những rủi ro này, tôi khuyên quý vị nên lập tức xóa TikTok khỏi cửa tiệm của mình. Trước đây thì TikTok đã phủ nhận việc họ bị Trung Quốc kiểm soát. Với lời kêu gọi này, ông Bennett đã sát cánh cùng với nhiều thành viên của đảng Cộng hòa, những người đã tìm cách hạn chế vi phạm tiếp cận ngày càng tăng của TikTok tại Mỹ. Hơn một nửa số tiểu bang Hoa Kỳ đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ trong những tháng gần đây. Men là tiểu bang mới nhất tham gia lệnh cấm này. Biden nói rằng chế độ của Trung Quốc không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của công dân Hoa Kỳ hoặc thao túng nội dung của ứng dụng này. Vào tháng 3 tới đây, giám đốc điều hành của TikTok, Suzi Chiu sẽ xuất hiện trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Hoa Kỳ. Tài tử Alec Bowin bị truy tố ngộ sát vì nổ súng tại phim trường Rush. Tài tử và cũng là nhà sản xuất Alec Baldwin chính thức bị truy tố tội ngộ sát vì vụ nổ súng tại phim trường vào năm 2021. Sự việc xảy ra vào ngày 21 tháng 10 tại phim trường của phim *Dress* ở Santa Fe County, New Mexico. Lúc đó khẩu súng dùng để quay phim trên tay của Alec Baldwin bắn một viên đạn thật, làm đạo diễn Joel Souza bị thương và làm người quay phim Halina Hutchins thiệt mạng. Sau hơn một năm, biện lý của Santa Fe County cho biết ông Bowen và bà Hannah Gil Reed, người quản lý kho vũ khí của phim trường, đều bị truy tố hai tội danh ngộ sát. Biện lý của Santa Fe County còn cho hay đạo diễn phụ tá David Horst bị truy tố tội lơ đễnh khi sử dụng vũ khí có thể gây chết người. Ông Horst không phản đối quyết định đó và đang xin giảm án. Chánh biện lý Mary Kamas của Santa Fe County đã nói rằng hôm nay chúng tôi đã đi được một bước nữa để đòi công lý cho bà Helena Hutchins. Ở tiểu bang New Mexico này không có ai cao hơn luật pháp và họ sẽ phải đứng trước công lý. Tiểu bang New Mexico cho biết tài tử Baldwin và bà Gutierrez Reed sẽ xuất hiện trước tòa tuy trực tuyến vào ngày 24 tháng 2. Đạo diễn phụ tá Horse sẽ ra tòa vào ngày 8 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng Liên minh AUKUS có khả năng trở thành một dự án bao quốc gia các tàu ngầm mới của úc có khả năng chứng kiến mỹ và vương quốc anh kết hợp với nhau để thiết kế và chế tạo một thế hệ tàu ngầm hoàn toàn mới bộ trưởng quốc phòng anh ben wallace cho biết quyết định cuối cùng tùy thuộc vào chính phủ úc đồng thời lưu ý rằng vương quốc anh cũng sẽ kết hợp đây là một cố gắng chung của các bên cho dù đó là việc chia sẻ công nghệ cũng như hiểu biết về cách thực hiện chia sẻ bản dựng hay chia sẻ bản thiết kế ông nói sau cuộc gặp giữa các bộ trưởng úc và vương quốc anh Chính phủ Úc đang tiến đến vị trí mà họ biết bản thân mình mong muốn. Tôi khá tự tin rằng đó sẽ là một dự án ba quốc gia. Vương quốc Anh hiện đang phát triển tàu ngầm nguyên tử kế nhiệm lớp tàu ngầm Astute. Bình luận của ông Wallace được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Morris lưu ý rằng Úc đã không đánh giá thấp thách thức liên quan đến việc trang bị năng lực cho mình. Tuy nhiên, chính phủ tin tưởng rằng các đối tác ba bên sẽ có thể đáp ứng được các thách thức. Liên minh AUKUS là trung tâm của việc giải quyết các thách thức này, ông Marles cho biết. Tôi nghĩ những điều quý vị sẽ chứng kiến, đó là đến cuối cùng, chúng ta sẽ công bố con đường tốt nhất mà chúng tôi đang phát triển cùng với cả Mỹ và Vương quốc Anh. Một con đường mà thật sự là một cố gắng ba bên để chứng kiến cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cung cấp cho Úc năng lực tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Liên minh AUKUS đã được công bố vào tháng 9 năm 2021, trong một thông báo chung bất ngờ giữa các người đứng đầu Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc. Theo đó, thì Úc sẽ trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử và tham gia hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực đột phá như điện toán lượng tử, năng lực dưới đáy biển, vũ khí siêu thanh và trí tuệ nhân tạo. Ngoại trưởng Mỹ hủy chuyến thăm Trung Quốc vì vụ khinh khí cầu do thám. Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, hủy chuyến thăm Trung Quốc đã lên kế hoạch vào cuối tuần này giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden nghĩ đến cách đối phó với vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay trên nhiều nơi nhạy cảm ở miền Tây nước Mỹ. Giới chức đã loan báo vào ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, ông Blinken bất ngờ quyết định như vậy, bất chấp Trung Quốc tuyên bố đó là khinh khí cầu, nghiên cứu thời tiết, bị lạc hướng do gió thổi. Mỹ coi đó là khinh khí cầu do thám. Sự việc xảy ra ngay trước khi ông Blinken chuẩn bị rời Washington DC đến Bắc Kinh và là đòn giáng mới vào mối liên hệ Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng. Tổng thống Joe Biden từ chối nhận xét về vụ này khi được một ký giả hỏi tại chương trình kinh tế. Vụ phát giác khinh khí cầu do giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo vào ngày thứ tư. Họ cho hay rằng một trong những nơi họ nhìn thấy khinh khí cầu đó là trên bầu trời tiểu bang Montana, nơi đặt một trong ba khu vực hầm hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ tại căn cứ không quân Maelstrom. Một giới chức cao cấp của quốc phòng cho biết Mỹ chuẩn bị chiến đấu cơ gồm F-22 để bắn rớt khinh khí cầu đó nếu có lệnh. Cuối cùng, Bộ Quốc phòng khuyến cáo không làm như vậy và lưu ý rằng mặc dù đang bay qua vùng dân cư thư thớt của Montana, nhưng vì quá lớn, mảnh vỡ khinh khí cầu đó sẽ vương vãi trên diện tích rộng tới mức gây rủi ro cho người dân. Giới chức này cho hay khinh khí cầu đó đang bay trên khu vực hầm hỏa tiễn của Montana, nhưng Mỹ đánh giá rằng nó chỉ có năng suất hạn chế trong việc cung cấp tin tức tình báo mà Trung Quốc không thể thu thập được bằng kỹ thuật khác như vệ tinh do thám. Tới tận cuối ngày thứ năm, Bộ trưởng Blinken vẫn đang chuẩn bị đi thăm Trung Quốc, nhưng trước đó thì chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu cân nhắc lại chuyến thăm sau vụ phát giác hình khí cầu vào hôm thứ tư. Cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ, Mỹ phải thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine chứ đừng tăng viện trợ quân sự. Cựu tổng thống Trump vào ngày thứ Năm nói rằng Mỹ nên tập trung vào việc thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine, chứ đừng tăng thêm viện trợ. Trả lời với đài phát thanh khi được hỏi liệu Mỹ có nên cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kiev hay không, cựu tổng thống Trump nói, tôi nghĩ Mỹ nên đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia này và tôi không nghĩ họ nên gửi quá nhiều. Cựu tổng thống Trump lặp lại rằng cuộc chiến Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn còn là tổng thống và cuộc chiến phải dừng lại nó phải dừng lại ngay bây giờ và nó sẽ không dừng lại nếu chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp cái gì đó. Cựu Tổng thống nói rằng những điều bạn có thể nói với Putin và Biden mà những điều đó bảo đảm rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức, nhưng ông từ chối tiết lộ đó là điều gì ông cũng cáo buộc rằng nhiều người đang bị giết ở ukraine hơn những gì họ đang nói đến việc đó thật sự phải được thực hiện từ văn phòng của tổng thống và bạn phải mời cả hai người họ vào phòng cựu tổng thống trump nói có lẽ ám chỉ đến việc ông volodymyr zelensky và vladimir putin có những điều bạn có thể nói với từng người trong số họ mà tôi sẽ không tiết lộ bây giờ điều đó sẽ bảo đảm rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức Tùy Tổng thống Donald Trump ước tính cho đến nay, Mỹ đã gửi khoản viện trợ trị giá 107 tỷ đô la, trong khi Liên minh châu Âu đã cam kết một phần rất nhỏ trong số đó. Canada mong muốn nhận 10.000 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ Những người Duy Ngô Nhĩ sống tại nước láng giềng với Trung Quốc như Kyrgyzstan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan cũng có thể được hưởng chương trình đón tiếp này nếu mạng sống của họ bị chính quyền Trung Quốc đe dọa. Sau ngày 1 tháng 2 năm 2023, được Quốc hội Canada đồng ý thông qua cam kết tiếp nhận trong vòng 2 năm 10.000 người di Ngô nhĩ, cộng đồng thiểu số theo đạo hồi vùng Tân Cương Trung Quốc trốn chạy các đàn áp của Bắc Kinh. Chính quyền Canada ủng hộ cam kết của Quốc hội tiếp nhận 10.000 người duy ngôi nhĩ. Bộ nhập cư sẽ phải sớm gửi đến các dân biểu một kế hoạch cụ thể về việc tiếp nhận. Ông Samir Zaberi, dân biểu đảng cầm quyền, đã thuyết phục được các nghị sĩ về sự cần thiết giúp đỡ cộng đồng thiểu số bị đàn áp. Dân biểu Samir Zaberi đã giải thích, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, không có vấn đề gì đặt ra. Chúng ta đã từng làm việc tương tự trong quá khứ. Canada có truyền thống tiếp đón dân tị nạn. Chúng ta có thể làm việc tốt này cho dù có khó khăn. Dân biểu Samir Zabari, thành viên của một ủy ban bảo vệ nhân quyền, thường xuyên có dịp nghe các nhân chứng người Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền Trung Quốc truy bức. Bà azu Bukhra, sống từ 5 năm nay tại Montreal, đã không có tin tức gì về gia đình, vẫn đang sống ở Trung Quốc người phụ nữ gốc duy Ngô Nhĩ này đã kể lại cách nào mà cùng với một số người tình nguyện khác bà đã thuyết phục được các nghị sĩ hành động. Chúng tôi đã chuyển cho họ những thông tin về những gì đang xảy ra trong các trại cải tạo, về nạn diệt chủng người duy Ngô Nhĩ, về lao động cưỡng bức, về các phụ nữ bị ép triệt sản. Rồi một số nghị sĩ đã trả lời chúng tôi, cho nên chúng tôi đã có thể tiếp xúc trực tiếp được với họ. Các tổ chức của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong tại Canada sẽ giám sát việc chính phủ Canada thực thi các cam kết nói trên. Máy bay quân sự Trung Quốc vào không phận Đài Loan khi Mỹ theo dõi khinh khí cầu giám sát. Các quan chức quốc phòng cho biết hơn một chục phi cơ quân sự và bốn tàu hải quân của Trung Quốc đã bị phát hiện xung quanh Đài Loan vào ngày thứ Sáu các cuộc xâm nhập của phi cơ chiến đấu Trung Quốc gần như đã trở thành chuyện thường ngày trong những tháng gần đây, nhưng hành động gây hấn diễn ra trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Anthony Blinken. Một khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc cũng đã được phát hiện trên bầu trời Montana vào ngày thứ Năm, khiến một số thượng nghị sĩ kêu gọi ông Blinken hủy bỏ chuyến đi của mình. Trong khi đó, quân đội Đài Loan đã kích hoạt phi cơ và tàu hải quân, hệ thống hỏa tiễn trên đất liền vào sáng ngày thứ Sáu để theo dõi sự xâm nhập của Trung Quốc. Bi Kim Xiao, đặc phái viên của Đài Loan tại Mỹ, vào tháng trước cho biết Đài Loan đã học được những bài học quan trọng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bà nói với hãng tin AP rằng tất cả những gì chúng tôi đang làm bây giờ là ngăn chặn nỗi đau và sự đau khổ của thảm kịch Ukraine lặp lại trong kịch bản của chúng tôi ở Đài Loan. Vì vậy cuối cùng, chúng tôi tìm cách ngăn chặn việc sử dụng lực lượng quân sự, nhưng trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn. Chủ tiệm neo người Việt bị buộc hoàn trả hơn 375.000 bảng Anh vì trồng cần sa. Hai người Việt Nam bị kết án vì quản lý một mạng lưới trong trại cần sa ở những ngôi nhà khắp vùng Tây Bắc của Yorkshire và Midlands của Vương quốc Anh, vừa bị buộc phải trả lại hơn 375.000 bảng Anh tiền lời bất chính. Truyền thông Anh cho biết ngày 2 tháng 2, Linh Vinh Đặng và Thị Nguyệt Nga Hồ đã xuất hiện tại tòa án Preston Crown gần 2 năm kể từ ngày họ bị kết án vì tham gia trong một kế hoạch trồng cần sa lớn. Hai người này đã bị bắt cùng với Cam Thi Hồ và Hồ Qua Đông sau khi cảnh sát đột kích vào những ngôi nhà và tiệm làm móng ở Blackburn, Darwin và Bolton vào năm 2019. Vào tháng 10 năm đó, thì cảnh sát đã đến một ngôi nhà ở Dormer Street, Bolton, và phát hiện trong một căn phòng ngủ khóa kính một cuốn sổ chứa đầy danh sách cầm cần sa chi tiết được viết bằng tiếng Việt và giấy tờ liên quan đến ngôi nhà đó với ngôi nhà ở Darwin của hai bị cáo Văn Đan và Thi với bị cáo Hồ Hoa Đông. Ngày hôm sau, thì cảnh sát đã lục soát nhà của Văn Đan và Thi Hồ khi các bị cáo không có mặt. Bốn người khác đã được tìm thấy trong ngôi nhà có liên quan đến cuộc điều tra. Cảnh sát cũng đã tìm thấy 3.740 bản anh tiền mặt, một điện thoại, Bunner, loại điện thoại dùng tạm thời rồi vứt bỏ, liên quan đến một số ngôi nhà trong cần xa và thiết bị của Văn Đan cùng mua một hóa đơn tiền điện nước trong một chiếc xe Range Rover của Văn Đan cho một ngôi nhà khác ở phố Market, Tottington, nơi được phát hiện chứa hàng trăm cây cần xa. Khi khám xét 5 ngôi nhà được tìm thấy thông tin trong điện thoại, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 1.489 cây cần sa, tổng giá trị ước tính lên tới hàng trăm ngàn bản Anh. Tất cả các địa chỉ nhà đều được thuê bằng tên giả, sử dụng giấy tờ giả, bao gồm cả sổ thông hành giả. Cuộc điều tra của cảnh sát Anh cho biết có nhiều kế hoạch thuê các ngôi nhà ở East Lancashire sử dụng lao động bất hợp pháp để làm nhân viên và sống trong các ngôi nhà trồng cần sa. Cảnh sát nói Văn Đạn và Thi Hồ hiện đang điều hành các tiệm nail ở Blackburn, có tổng thu nhập kê khai từ năm 2018 đến 2020 là 73.317 bản Anh. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra tài khoản ngân hàng của họ cho thấy số tiền gửi bằng tiền mặt tổng cộng là 225.889 bản Anh. Vân đang bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, Cầm Thi Hô bị kết án 3 năm và Hồ Khoa Đam bị kết án 27 tháng. Thi Hô bị kết án 10 tháng, 12 tháng tù treo và cấm đi lại 3 tháng. Tại phiên xử ngày 2 tháng 2, tòa án của anh đã ra lệnh cho Vân Đặng hoàn trả tổng cộng số tiền là 321.323,59 bản anh và Thi Hộ phải hoàn trả 64.875,82 bản anh. Hai người này sẽ phải hoàn trả số tiền trong vòng 3 tháng hoặc án tù mặc định 3 năm đối với Vân Đặng và 10 tháng đối với Thi Hồ sẽ được áp dụng. Họ cũng được lệnh phải bồi thường 19.199,16 bản anh cho hai nạn nhân là chủ sở hữu ngôi nhà để trang trải các khoản thu thập bị mất và tân trang lại nhà cửa đã bị sử dụng để trồng cần sa. Thưa quý vị, bản tin chính đã xong, bây giờ là phần giải trí. Thứ bảy cuối tuần rồi mà vẫn còn sắc xương Hà Long? Sắc xương Màu vàng rực rỡ, hôm nay là 14, ừ. 14 tháng Giêng ha, ừ. Ừ. nhanh quá, mới đây mới thấy nói Tết, 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 giờ hai tuần trôi qua, quá lẹ luôn quý vị. Tớ mà rồi, bây giờ làm gì đây? À, kể chuyện đi Bảo Lộc. Kể chuyện ha? À. Không biết chuyện gì kể. <laughs> <laughs> Chủ yếu là tạo không khí vui vẻ cho cái ngày mệt nhọc thôi nha quý vị, thì Lộc kể cuộc chuyện này về cha với con. Rồi cô sao, giáo nữa. Xí xí đợi chút. Làm sao? Mỗi quý vị đi kiếm cây đũa dùng cho bỏ Lộc <laughs> Nếu mà lỡ không có kiếm đũa được thì đường ngón tay lên. <laughs> Chuẩn bị lọc kể chuyện. Nãy giờ. Vậy là sao? <laughs> phải người này chọt người kia nó mới nhột chứ mình đưa cái vai lên tự mình chọt mình mình đâu có nhột. Không có nếu mà đưa chọt mình không được chọt nữa. bên. <laughs> kể xong nhớ chọt. <laughs> cô giáo nói học sinh. Trời đất ơi, trong đời tôi chưa bao giờ thấy một cái bài văn nào mà tệ hại như vậy. Cách viết văn gì không có ra cái gì hết. Chính tả, ngữ pháp, sai bác à. Không thể tưởng tượng được một người mà có thể sai phạm nhiều lỗi như vậy. Em coi nè, cái bài văn của em, bài viết của em chưa đến 300 từ mà sai lỗi hết. Cậu học sinh mới trả lời cô giáo. Dạ thưa cô, cô thấy là một bài văn chỉ có 300 từ mà lỗi xa nhiều như vậy thì chắc chắn không phải là một mình em đâu cô. Vì bà Giang này còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của ba em nữa. <laughs> giúp đỡ nhiệt tình nữa hả? <laughs> giúp đỡ mà rất là nhiệt tình của ba em. Mà như ba em làm rất là hay, hăng sai lắm. Cuối cùng thì sai hết. <laughs> nhiều khi gấp quá đó mà con hỏi đó ừ. cái thôi làm luôn cho nó lẹ <laughs> chứ mà còn giải thích cho hiểu rồi làm rồi làm phải coi lại thì mất quá nhiều thời gian <laughs> mà hình như chuyện này lâu lâu cũng có xảy ra có có chung không phải nó không đâu bận việc quá mà con vừa hỏi mà vừa trả lời vừa làm việc vừa trả lời con thì đâu đó nó cũng dính vô cái công việc dính vô bài văn luôn <laughs> <laughs> Này chuyện vui thôi nha quý vị Ok ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc Loan Lộc, cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Lấy ngôn tạm dừng